Truyện tích thứ 86, chuỗi hạt mân côi với chính thống giáo. Chính thống giáo và công giáo rất gần giống nhau về tính lý, chỉ khác nhau một vài chi tiết mà có thể hai bên hòa giải được. Sự tách rời xa nhau đã xảy ra vào thế kỷ thứ 11. Tuy nhiên, ngày nay, cả hai bên đang đi gần đến sự hiệp nhất. Chính Đức Mẹ cũng đã phán bảo, tôn giáo nào còn có lòng tôn thờ kính mến con mẹ, thì mẹ sẽ tìm cách đưa về cùng một đoàn chiên, dưới quyền chỉ huy một đấng chăn chiên. Có lẽ, ngày ấy cũng không xa lắm nữa đâu. Ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng đến khía cạnh tìm hiểu chuỗi hạt mân côi với chính thống giáo như thế nào. Trước hết, chúng ta thấy rằng giáo hội chính thống giáo ca tụng tuyệt vời Đức Maria, giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời và Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã có rất lâu đời ở Đông Phương, từ thế kỷ thứ 6. Còn bên công giáo La Mã chỉ mừng hai lễ này từ thế kỷ thứ 11. Các ảnh tượng đối với người công giáo chỉ có tác dụng gợi nhớ để cầu nguyện, còn giáo hội chính thống giáo coi ảnh tượng là một bí tích ban sức mạnh và ơn nghĩa Chúa. Họ coi đó là hình ảnh thiên đàng dưới trần gian, có nơi đúc tượng toàn bằng vàng bạc, quý kim. Đức Trinh Nữ Maria hiện diện khắp nơi trên bàn thờ trong gia đình, tại công viên. Người chính thống giáo ca tụng Đức Mẹ còn hơn người công giáo. Đến ngày kinh kính mừng cũng xuất phát từ Đông Phương trước, như lời hoan hô vui mừng trong cuốn tiểu thuyết của Liên Xô, Thép Đã Tôi Thế Đấy, diễn tả cuộc sống của người dân Liên Xô dưới chế độ cộng sản. Đảng cộng sản đã áp dụng bao nhiêu phương pháp dã man chống bán tôn giáo, tịch thu tài sản giáo hội, nhiều pháp lệnh tôn giáo có ý đàn áp nhưng không làm gì nổi. Người dân chính thống giáo vẫn ngang nhiên đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ ở nhà, ở công trường, ở sở làm việc mà chẳng cán bộ nào dám nói hoặc dám cấm cản, bởi vì ngay chính cán bộ đảng viên cao cấp trước kia cũng là những người chính thống giáo. Việc đeo chuỗi hạt mân côi ở cổ là một đồ trang sức, không một ông bà nào đi ra ngoài đường mà không cần cầm chuỗi hạt mân côi. Vừa đi vừa lần hạt, vừa nói chuyện vừa lần hạt, các cụ ông cụ bà ra đường thế nào cũng mang chuỗi hạt mân côi. Họ coi đó như là cái mốt thời trang. Đức tin người dân chính thống giáo mạnh đến như vậy, cho nên Đức Mẹ đã cứu họ một cách hết sức tài tình tự nhiên, chẳng tốn một viên đạn. Thế mà chế độ cộng sản sụp đổ chỉ hơn 70 năm cai trị. Thế giới Tây Phương cứ nghĩ nếu muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản Liên Xô thì phải tổn thất ít nhất là mấy chục sư đoàn, bao nhiêu vũ khí tối tân thì mới may ra làm chậm bước tiến của cộng sản. Phải chăng đấy là do những chuỗi hạt mân côi dâng lên cho Đức Mẹ của tuyệt đại đa số của người chính thống giáo Liên Xô, mà Đức Mẹ mân côi đã cứu vãn dân tộc Liên Xô, tức là nước Nga ngày nay thoát khỏi ách cộng sản vô thần. Lời bàn, sức mạnh vũ khí ghê gớm thật, nhưng nếu đem so sánh với vũ khí của lời cầu nguyện thì chẳng thấm tháp gì được bao nhiêu. Đấy, ta xem sức mạnh Liên Xô thời ấy có thua kém gì hỏa lực của Mỹ đâu. Thế mà chỉ trong có một ngày là tan tành sụp đổ. Có ai hiểu được tại sao? Chỉ có thể hiểu được và cắt nghĩa được là do bàn tay của Thiên Chúa. Đến như ngày nay, hỏa lực của Nga vẫn còn mạnh, đâu có mất mát gì. Kho nguyên tử của Nga vẫn còn nguyên. Hệ thống hỏa tiễn tầm xa, tầm ngắn, tài nguyên mỏ dầu, khí đốt cũng vẫn vậy. Chính quyền Nga cũng muốn nổi lên quậy phá, nhưng người dân Nga đã chán ghét chiến tranh,
và họ sợ nhất là chủ nghĩa cộng sản trở lại. Cho nên chính người dân Nga nay đã giác ngộ, không còn bị lừa đảo như thời trước nữa. Đó là sức mạnh tinh thần do những chuỗi hạt mân côi của người dân chính thống giáo Nga hàng ngày dâng lên cho Đức Mẹ.